Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái việc tư vấn tại văn phòng tôi. Thưa quý vị và các bạn, một cái tựa đề có tên là Anh em, họ và tiền. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn phía cuối cái câu chuyện này tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn biết anh em họ và tiền thì nó có liên lạc gì với nhau. Thưa quý vị và các bạn, thì có một khách hàng họ đến với văn phòng, họ bảo rằng là giữa họ và một người bà con, tức là hai bên là bà con chú bác, đã hùng hạp với nhau mua một cái phần đất. Thì lý do là ở ngoài Bắc vào, cho nên anh em rất là quý nhau. Và vì anh em là cũng là đi gọi là lập nghiệp ở miền Nam, cho nên cũng rất là tin tưởng với nhau. Và hai bên đã gọi là thì thôi, anh một nửa, chú một nửa, mỗi người hùng lại mua một cái phần đất. Và thì vì do người em đó, họ lanh lợi hơn, họ hoạt bát hơn, cho nên hai bên thống nhất rằng là để cho người em đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để dễ đi giao dịch. Vì thật ra anh em tin nhau như người một nhà mà. Và lại thứ hai nữa là bà con chú bác chứ có phải là đâu mà xa lạ. Và thế rằng là cái câu chuyện của 10 năm về trước thì đến thời điểm này nó có phát sinh tranh chấp. Cũng xin nói thêm cho quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà khi mà mua thì khoảng năm thứ ba, năm thứ tư gì đó là hai bên thống nhất, thôi thì bây giờ anh em mình mua chung, rồi bây giờ hai anh em mình sẽ cất nhà và thống nhất là chuyển toàn bộ công năng từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ để sau này mình dễ dàng trong cái việc mà làm nhà. Thì anh em dự định là có rất là nhiều dự định là sẽ cất nhà gần nhau và ở con anh như con tôi. Cái câu chuyện nó mang một tính chất là nhân văn, rất là nhân văn. Tuy nhiên thì cách đây một vài tháng thì người em thông báo với người anh rằng là bây giờ tôi đã chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho người khác rồi. Thì cái vị khách hàng người anh đó, họ bảo rằng, họ nhảy lên, họ bảo rằng là tại sao mày lại bán, tao với mày cùng hùng chung mà tại sao mày lại bán mà mày không hỏi ý kiến của tao. Mục đích của tao vậy là xây nhà chứ tao có phải mua đi bán lại. Mà bây giờ hả, mày hùng hạp với tao mỗi người một nửa thì tự nhiên, mà bây giờ tự nhiên mày lại bán mà mày không hỏi ý kiến của anh là sao? Bắt đầu phát sinh tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, chắc là cái câu chuyện chỉ dừng ở lại ở đó thôi. Tôi vẫn giữ cái ba cái nội dung. Thứ nhất là kể một cái câu chuyện. Thứ hai là những cái định hướng, những cái hướng dẫn về việc tranh chấp hợp đồng hùn vốn. Cái thứ ba nữa là những thực tiễn mà văn phòng có được trong quá trình hành nghề. Thì thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp, nếu như trong trường hợp sau này quý vị và các bạn là những người anh em ruột, là những người chị em họ, là những người bà con, những người bạn bè cùng nhau mua một miếng đất, mua một cái nhà, thì quý vị và các bạn hai người không có đủ tiền thì mỗi một người chia một cái tỷ lệ thống nhất trên một cái phần nào đó, thậm chí là lướt sóng cũng được nữa. Bây giờ anh có mua một cái căn nhà này trị giá 1 tỷ thì anh 30%, tôi 70%, trên nguyên tắc là sau này là lời thì chia theo tỷ lệ đó. Thưa quý vị và các bạn, thì cái hướng dẫn về việc ghi cái hợp đồng hùn vốn thì thứ nhất chúng ta sẽ ghi về cái đối tượng là hai bên A và B. Cái thứ hai là chúng ta sẽ ghi cái số tiền mà mình dự định mua ở đâu. Mình sẽ dự định mua cái căn nhà ở ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Hoặc bây giờ chúng ta sẽ mua ở nhà số mấy, đường
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, hoặc là chúng ta mua chỉ đích danh cái căn nhà hoặc cái phần đất mà số tờ, số thửa, tờ bản đồ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để biết rõ rằng cái việc hùn tiền lại mua cái bất động sản đó. Cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ hùn vốn. Việc này rất là quan trọng quý vị và các bạn ạ. Việc thể hiện mua với cái tỷ lệ là 30%, thì sau này nếu trong trường hợp bán nhiều, sau khi chia ra mà cảm nhận rằng có thể cho cái người này ít hơn cái người nhiều kia nhiều hơn, tuy nhiên là chúng ta phải có một cái tỷ lệ nhất định. A Hùng mua với tỷ lệ là 40%, B Hùng vô với cái tỷ lệ là phần còn lại. Quý vị và các bạn thấy đó, ví dụ như bây giờ tôi đặt giả thuyết vào năm 2018 hai bên mua hùng cái một cái quyền sử dụng đất với cái tỷ lệ là với giá 1 tỷ đồng, với cái tỷ lệ là 60% và 40%. Đến năm 2020 thì các bên đã chuyển nhượng cái phần đất này với cái giá là 1 tỷ rưỡi. Vậy thì cứ theo cái tỷ lệ mà trước đây các bên đã hùn vốn là 40% thì tăng lên 40%, bên này 60% thì tăng lên 60%, và sau đó hai anh em thống nhất rằng là nếu như trong trường hợp bên nào khó khăn thì có thể cho qua cho lại. Và điều quan trọng mà hôm nay trong chương trình dân ta phải biết luật ta là cái gì quý vị và các bạn biết không? Ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà? Điều này rất là quan trọng. Vì nếu như trong trường hợp các bên không thể hiện ý chí ai là người đứng tên, thì khi mà trong trường hợp phát sinh tranh chấp nó xảy ra thì rất là nguy hiểm. Cái ông mà được đứng tên, ông bảo rằng là anh này nói chuyện gì kỳ, tiền này tiền của tôi, vì là tiền của tôi cho nên tôi mới đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn cái tờ giấy này là cái tờ giấy mà hồi xưa rồi gì Hai Hùng, nhưng mà thanh lý rồi. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ cũng sẽ dư thừa nếu như chung trong trường hợp những cái mối quan hệ trong gia đình đầy đủ cái uy tín, đầy đủ cái niềm tin để mà có thể không cần bằng văn bản. Khi mà cái niềm tin thấp thì giấy tờ cao lên thôi quý vị và các bạn ạ. Thì như vậy chúng ta thà rằng chúng ta mít lòng trước, tại vì quý vị và các bạn biết sao là anh em họ và tiền hay không? Nếu quý vị và các bạn đi ra mua một món hàng, cho dù món hàng đó có giá là 1 triệu đồng, cho dù cái giá món hàng đó là 100 ngàn đồng, quý vị và các bạn cũng phải bắt người ta phải ghi. Tuy nhiên mình vẫn còn cái phong tục Á Đông. Á Đông là thôi thì cái gì mà cứ đụng tới tiền thì nó kỳ quá, thôi thì anh em mà ở sau này không biết anh em rồi kiện nhau ra tòa thì không biết có anh em hay không. Như vậy trong cái việc tranh chấp hợp đồng hùn vốn đối với những người thân trong cái gia đình thì chúng ta cũng nên có một cái văn bản rõ về quyền và nghĩa vụ, tỷ lệ góp vốn, đối tượng mua cái quyền sử dụng đất này. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn hành nghề thì tôi có những cái vụ kiện như thế này quý vị và các bạn ạ. Tôi có một cái vụ kiện thứ nhất rằng là hai bên cũng là bạn bè, hai bên thỏa thuận với nhau một cái số tiền mua một cái quyền sử dụng đất. Thì khi mà mua miếng đất đầu tiên có lãi, miếng đất thứ hai có lãi, miếng đất thứ ba có lãi. Và sau khi mà đất đai đóng băng thì cái việc tranh chấp đó xảy ra. Thực tế thì hồ sơ đang khởi kiện ở tòa, cho nên không biết cái phán quyết của tòa có chấp nhận cái tỷ lệ hùn vốn của cái người không đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, hoặc là tòa vẫn vận dụng cái gọi là cái hợp đồng hùn vốn do các bên tự thỏa thuận. Thì cái đó thì sẽ hạ hồi phân giải. Một cái vụ kiện thứ hai rằng là cả ba người đều là bạn bè,
ba người nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất với cái giá là 3 đồng, và các bên có lập một cái văn bản rất là rõ ràng, mua nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất, tọa lạc, số tờ, số thửa, tờ bản đồ, tỷ lệ góp vốn đây, mỗi người là 1 đồng, ba người là 3 đồng. Thêm một câu nữa, A, B, C, thì A là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy đó quý vị và các bạn, rồi thì thời gian, con người, lòng tham, tất cả mọi thứ nó hòa quyện vào nhau. Chẳng biết là có đến cuối cùng của một cái câu chuyện hay là chỉ cần đi giữa chừng thì cái tình bạn họ không còn nữa. Tôi cho rằng nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn là những người thân trong gia đình, là những người bạn bè, là những người bà con, thì nhất thiết phải sử dụng mít lòng trước một cái văn bản. Cho dù cái văn bản đó nó là một cái sự thỏa thuận mang tính chất tương đối, thì cũng nên giữ lập văn bản này, giữ mỗi người một bản. Thưa quý vị và các bạn, trong việc hướng dẫn lập cái hợp đồng hùn vốn, ngày hôm nay thì tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn đưa những cái đối tượng luật đem vào đời sống thực tiễn, như là đối tượng của hợp đồng là nhà và đất tọa lạc ở đâu. Thứ hai là chúng ta nói rất là rõ là giá của cái đối tượng mà hùn đó là 3 đồng, 5 đồng, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Tỷ lệ góp vốn 60%, 73, giống như trùm sò đó. Tiếp theo, ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà? Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc hướng dẫn lập cái hợp đồng hùn vốn trong cái mối quan hệ của gia đình, mà nó cũng mang một cái tính chất gọi là những cái thông điệp rất là cơ bản. Tại vì thôi thì gia đình, quý vị và các bạn phải hiểu như thế này, trong cái việc sinh lão bệnh tử nó có những cái vấn đề cần lắm, cho nên chúng ta hãy nên lập một cái văn bản, trên văn bản đó ghi rõ trắng đen, A là A, B là B, mỗi người giữ một văn bản. Sau này nếu trong trường hợp mình không còn tồn tại trên cuộc đời này thì những người hàng thừa kế của mình sẽ được hưởng cái di sản của mình hùn trong cái phần hùn của người khác. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với mong muốn là tất cả các anh chị em xem để được cập nhật thêm kiến thức của mình trong một cái chừng mực nào đó, thì cái kiến thức của luật sư chỉ mang một cái tính chất cá nhân. Kính mong quý vị và các bạn nếu có những cái phản hồi giúp cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta phát triển thêm, đồng thời nếu nhặt được những cái hạt sẵn to thì hãy comment hoặc gửi qua chế độ riêng tư để chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cải tiến hơn nữa, phục vụ đối tượng chính là tất cả quý vị và các bạn, những người đang trăn trở, đang vướng mắc, đang kiện tụng về pháp lý. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn.